buổi sáng thỉnh thoảng thì có những ngày được nghỉ nên đem mấy chú chích trà lửa ra để giao lưu cùng với chú hàng xóm, quý vị cũng sẽ thưởng thức hai chú chim đang đấu với nhau đây. Chú Ba lại gần rồi nó hót không, đứng xa xa lại gần quá nó đâu. Lên bạn lên cho lên bạn chú sợ chi. Hai chú này đây. Từ mấy ngày cũng bắt đầu vô đó phải đi, không bắt đầu dở đuôi rồi đó.